thử đoán xem có nghề nghiệp gì trong số 5 chàng trai ở đây. Bạn kia đến từ thành phố biển Nha Trang, chẳng lẽ mình làm cá hả? Cô em có quyền trợ giúp gì không ạ? Có. Ờ vậy hả? Trời, không chắc chị quên luôn. Tôi nhớ hỏi chị sớm, chứ không hỏi là chị không có nhớ. Quyền thứ hai. Quyền thứ hai, đó chính là quyền... Quên luôn. Chúng ta đang quay trở lại vòng đầu tiên của chương trình Giác quan thứ 6 mùa 3 với tên gọi Ấn tượng đầu tiên. Em bớt điệu đi, anh đã bảo rồi. Dạ vâng. Vòng 1 được mang tên Ấn tượng đầu tiên. Chúng ta đang gặp gỡ với 5 khách mời đến từ một ngôi trường dạy phù thủy. Và họ là những người bạn thân của Harry Potter. Mỗi người sẽ có một công việc khác nhau, nhưng trang phục thì sẽ giống nhau. Vậy thì hãy cùng xem họ tự giới thiệu về mình như thế nào. Xin mời phù thủy số 1. Xin chào mọi người, tôi là Duy Phạm. Lúc nhỏ thì tôi rất thích xem những bộ phim về phép thuật. Và hôm nay trong bộ trang phục như thế này thì tôi có cảm giác như là mình đang sống lại tuổi thơ của mình. Mọi người hãy đón xem tôi là ai nhé. Số 2. Xin chào mọi người, mình tên là Bùi Quang Anh Thái và sở thích của mình là đọc sách và đi du lịch ở khắp nơi. Ở Việt Nam thì gần như mình đã đi du lịch gần hết tất cả các tỉnh thành rồi. Vậy thì hôm nay mình đến đây, mong muốn mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Số 3. Xin chào mọi người, mình là Tuấn Tú. Bình thường mình không có thích xem phim phép thuật, nhưng mà mấy đứa nhỏ trong nhà nó có rủ xem hoài. Cái hôm nay mình được mặc bộ đồ này mình thích quá trời. Mọi người hãy đoán xem công việc của mình là gì nhé. Số 4. Umbala, Hồ Biên. Câu thần chú mà mình vừa mới đọc, các bạn có biết là nó đang thi triển thứ phép thuật gì không? Nó đã biến ra một chàng trai khôi ngô tuấn tú như là mình đây. Và mình là Tuấn Anh. Quan niệm sống của mình là nếu như chúng ta kiên trì và theo đuổi nỗ lực một thứ gì đó thì chúng ta sẽ đạt được nó. Và các bạn hãy đoán xem mình là ai nhé. Số 5. Xin chào mọi người, mình là Phạm Minh Hoàng. Mình đến từ thành phố biển Nha Trang. Và hôm nay mình đã được thực hiện được ước mơ từ nhỏ mình, đó là đến học ở một ngôi trường pháp thuật. Mọi người hãy đoán xem mình là ai nhé. Đó là phần giới thiệu của 5 chàng phù thủy. Và thông qua giọng nói này, ngữ điệu này, ngôn ngữ hình thể này, cũng như là nét mặt, thì hai bạn thử đoán xem sẽ có nghề nghiệp gì trong số 5 chàng trai ở đây. Dạ, bó tay anh ơi. Thử đi, trực giác nào. Em nghĩ sẽ có liên quan đến nghệ thuật. Dạ. Bạn kia đến từ thành phố biển Nha Trang, chẳng lẽ mình làm cá hả? Em thấy bạn số 5 có gì đó liên quan tới công nghệ thông tin. Có thể là về thiết kế đồ họa. Đúng rồi, những cái gì mà hay sử dụng máy tính nhiều. Cảm giác như vậy. Tại vì em học thiết kế ra, cho nên là... Em học thiết kế ra. Và bây giờ em làm diễn viên. Dạ vâng. Đấy, anh hiểu rồi. Dạ. Vòng 1 thì đã bắt đầu rồi. Vì thế bây giờ các bạn có quyền lựa chọn từ 1 đến 5. Đó là gói tiền mà các bạn có thể nhận được ở vòng 1. Vòng 1 thì mình số 1 luôn đi. Số 1, ok. Tụi em chọn số 1 à? Số 1. Và nghề nghiệp tương ứng sẽ là họa sĩ minh họa. Ngày xưa cái ngành em học là thiết kế truyền thông số, là học tất cả những gì liên quan tới thiết kế mà dùng máy tính. Cho nên nếu mà nói về họa sĩ minh họa thì em cũng có biết một chút xíu. Không biết các bạn, bạn có sử dụng 3D không? Nhưng mà sẽ vẽ những cái nét mà vẽ bằng máy tính á. Đúng rồi. Thưa quý vị, họa sĩ minh họa nói một cách đơn giản, đó chính là những người họa sĩ vẽ lại những cái sự kiện, những cái vấn đề trong cuộc sống. Và nhờ cái hình ảnh đó mà chúng ta có thể nghĩ ngay ra những cái hiện tượng, những cái câu chuyện vừa xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta thông qua những bức hình ảnh. Nãy giờ em nhìn á, em quan sát thì em nghĩ là một là bạn số 3, hai là bạn số 5. Theo anh á, thì anh nghĩ là bạn đeo kiến á. Tại vì họa sĩ thì người ta vẽ nhiều nè. Hoặc là nhiều khi người ta vẽ một bức tranh 2-3 ngày luôn, ta không ngủ luôn á. Cái giao diện của bạn đó là hợp nhất. Vóc dáng nhìn rất là... Nghệ sĩ đúng không? Đúng rồi. Kiểu mà vẽ rồi, giống như em nãy em nói là làm việc kiếm máy tính nhiều á. Bạn số 3 cũng hợp lý.
tại vì không biết được còn lại đúng là rồi. Cái gì cho nên cũng nếu như các bạn còn đang phân vân hãy nghe thông tin hữu ích từ phía trợ lý của chúng tôi. Dạ dạ tụi em có quyền trợ giúp gì không ạ? Có ờ gì hả? Trời không chắc chị quên luôn. Tôi nhớ hỏi chị sớm chứ không hỏi là chị không nhớ. Quyền trợ giúp á là hai em sẽ có hai cái quyền trợ giúp mà chỉ sử dụng trong vòng 1 và vòng 2 thôi. Dạ. Đó chính là quyền loại trừ, loại bỏ ai mà không có, loại bỏ đi hai người sẽ dạ. không làm công việc này. Xài với lại một cái quyền trợ giúp nữa đó là chính là bọn người thân. Thôi người thân. Rồi người thân ở nhà làm sao mà nhìn được mấy không, người này tại vì, dạ, em cũng quen bên trong. Gọi ekip chương trình. Quyền thứ hai là gì? Dạ đó, người quen đi tham gia là hay nói chuyện riêng lắm. Em tập trung giùm chị vô chương trình được không? Dạ rồi. Quyền thứ hai. Quyền thứ hai đó chính là quyền quên luôn. Quyền tiếp cận. Tiếp cận lại tại gần để có thể xem, có thể ngó nhưng không được chạm vào. Có 15 giây thôi cho nên hai người cẩn thận. Dạ, các bạn sẽ dùng quyền trợ giúp nào ạ? Cái quyền 1 đi anh. Dạ là quyền 1. Loại trừ. Xin mời chương trình loại đi hai khách mời không làm công việc họa sĩ minh họa. Đó là số 1 và số 4. Loại hình chi không biết nữa. Thế các bạn có muốn dùng luôn trợ giúp tiếp cận không? Không không. Phí lắm. Đúng rồi, tại vì em nghĩ đến với chương trình này là chương trình giác quan thứ 6 đúng không? Là tụi em phải dùng cái trực giác và cái giác quan thứ 6 đó. Số 5. Số 5. Chúng ta hãy cùng xem số 5 có phải là người làm công việc họa sĩ minh họa hay không. Kết quả thiết kế đã dạ. giúp cho em có được lợi thế. Dạ em cảm ơn. Thấy chưa, anh thấy chưa, có lợi với bộ. Anh cứ kêu em làm diễn viên mà đi học thiết kế. Anh có nói gì đâu, anh chỉ thắc mắc và sự thắc mắc này đã được giải đáp dạ. bằng việc em đã đoán đúng. Và hãy xem gói tiền thưởng số 1 có giá trị là bao nhiêu. Xin mời. Thôi 10 triệu được. Ồ 10 triệu. Wow. Hay quá mình ơi. Ơi. Chị Nhi. Ôi bất ngờ quá luôn á, chị bất ngờ về em quá. Em dùng trực giác bộ vậy cho khách mời vui anh ơi mới. Em diễn như thật. Còn anh cứ tưởng thật. Thì cho khách mời họ phấn khởi. Ok. Thôi. Rồi, chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen với chàng trai số 5. Xin mời. Chào bạn, dạ, bạn có thể giới thiệu thêm chi tiết về mình cũng như công việc hiện tại của bạn cho mọi người biết rõ hơn được không? Dạ, hiện tại thì em đang làm một họa sĩ tự do. Đúng như chị Tâm nói là hầu hết là thực hiện trên máy tính. Dạ. À. Công việc của bạn như tôi giải thích như thế là đúng chứ ạ? Dạ, chính xác ạ. Các cái chủ đề mà em chú trọng khai thác thì đúng là những liên quan tới vấn đề xã hội và những cái cảm xúc bên trong con người mà em sẽ tìm cách diễn hoạt nó ra bằng những cái hình ảnh cụ thể để người xem mình có thể giao lưu bằng cảm xúc với nhau. Em chia sẻ khá nhiều tranh vẽ của mình lên mạng xã hội và rất là may mắn là em nhận được rất là nhiều cái cảm xúc đồng cảm của mọi người với tranh vẽ và mọi người chia sẻ và cũng như mọi người tương tác và mọi người chia sẻ những cái câu chuyện và nói rất là nhiều. Và có lẽ rằng để quý vị khán giả được nhìn rõ hơn về tài năng của chàng trai này, chúng tôi muốn quý vị sẽ cùng xem những bức tranh mà chàng trai này đã vẽ lại thông qua những sự kiện đã diễn ra trong cuộc sống của chúng ta thời gian qua. Xin mời. Thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là những bức tranh được chàng trai với cái nickname là Người Đá vẽ minh họa. Và tất nhiên nhìn ở đây thì có những thông điệp chúng ta rất là dễ hiểu, nhưng có những thông điệp thì phải chính chủ nhân giải thích thì mới hiểu được. Cái này là chọn con tim hay là nghe lý trí rồi đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Mời Ngọc Thanh Tâm hãy giải thích cho tôi bức tranh này. Tức là cuộc đời là những màn kịch, và cứ bước này là mình phải diễn một màn, sau rồi bước sau mình phải diễn một cái màn khác. Ý nghĩa của nó là gì Người Đá? Ở trong cuộc sống của mình á, mỗi khi mà mình cho rằng cái gì đó nó đã kết thúc thì thực ra nó chưa kết thúc. Dạ, không bao giờ thật sự nó là kết thúc. Bởi vì cuộc đời nó luôn luôn có rất nhiều những màn diễn.
Dạ. Giải thích em cái tấm thích này bức hả? Tranh nào để giải thích về ý nghĩa của nó? Nãy giờ em nôn chị Nhi giải thích dữ lắm. Rồi, bức tranh này. Nào, hãy nói. Một cô gái ngồi rất buồn với những cái bình luận nó không có cái gì hết nhưng mà vẫn rất buồn. Nó thể hiện điều gì? Không. Thông điệp của nó là gì? Đúng rồi, dạ. Yeah. Thông điệp của nó là tại sao một cô gái đẹp như vậy phải buồn với những lời bình luận không có thật và không đúng như vậy. Chính xác. Trợ lý, trời ơi, em luôn làm anh bất ngờ bởi hay trí tuệ quá của mình. Em nghĩ là nên cho chị Nhi phân tích thêm một bức tranh. Đây cái này. Ừ. Dạ. Quá dễ rồi. Quá dễ chị Nhi rồi. Một người giống như là cũng hơi lớn tuổi, tóc bạc, đeo mắt kiếng đúng không? Ừ, là... vậy phụ để ý luôn. Em tự vẽ em hả chị? Vẽ em. Vậy tại sao em phải đi tìm cái mảnh ghép của cuộc đời mình lâu đến như vậy mà vẫn chưa xong? Đi tìm bản thân mình, phải không ạ? Dạ. Nhưng mà chị thấy em đã tìm được bản thân mình rồi nè. Những cái bức tranh này nè, bản thân em nè, rất là đẹp, nhưng mà vẫn chưa đúng hả? Dạ, thật ra thì quá trình tìm hiểu bản thân em nghĩ nó là một cái quá trình vô tận. Ồ, đúng rồi. Hay. Mỗi một bức tranh có một thông điệp của riêng nó. Nó không chỉ nói lên sự kiện, nó không chỉ nói lên những điều đã xảy ra, mà nó còn đúc kết lại để chúng ta có thể nhìn nó một cách vắn tắt, nhưng hơn hết là rút ra cho mình những bài học kinh nghiệm. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc em sẽ có thật nhiều những bức tranh đẹp nữa. Anh sẽ lấy số điện thoại của em vì sẽ có lúc anh cần em. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh.